Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Xịt ơi xịt qua nè anh. Em có một nửa baby, baby gan dạ. Ờ, chị thấy cũng rất là hợp, biết sao em có một gương mặt rất là baby. Yes. Em chỉ là một con mèo thôi. Vậy thì hỏi câu này hơi ngoài lề tí nè. Trong Rap Việt mùa 2, em thấy ai đẹp trai nhất? Không ai hết. Vậy thì ngoài rap ra, tụi em còn có tài lẻ gì không? Có Xăm, Sỏ Khuyên, một chút về B-boy. Còn Kelly thì sao? Nghĩ em có một tài lẻ đó là ăn hại. Amazing, good job em. Cái quãng thời gian đấy thì em không hoạt động nghệ thuật. Em sẽ chỉ kiểu ở nhà em cứ hát rồi em rap. Với em thì em cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khá là nhiều từ cái chuyện đấy. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm và em rút kinh nghiệm cho tương lai sau này. Thật ra thì mới đầu vào Sài Gòn thì em cũng phải thuê một cái nhà trọ khá là bé bằng một cái phòng ngủ bình thường thôi. Em đã thuyết phục gia đình của em như thế nào? Không có thuyết phục nhiều lắm, em chỉ làm thôi. Mình làm xong rồi gia đình mình sẽ nhìn thấy những cái mình làm dần góp từ nhỏ đến lớn. Thì từ đấy em có được sự ủng hộ của gia đình. Hello, xin chào mọi người đã đến với chương trình Rap Việt Chat và mình là VJ Emma. Thì lúc nãy Emma có được chương trình tiết lộ là khách mời của chúng ta ngày hôm nay có rap name khá là thú vị. Hình như slogan giới thiệu như là 6A6Y9FO. Thì Emma đọc tên em kỳ vậy. Không phải như vậy không? Baby Gang. Đúng rồi, Baby Gang. Hello, welcome Baby Gang đến với chương trình. Hôm nay em đi một mình hay sao? Thật ra thì em có dắt thêm một bạn gái đi nữa. Bạn gái hát hay này, nhảy đẹp này. Bạn nữ ở trong Rap Việt, có độ tuổi bé nhất. Vậy thì chắc chắn là Kelly rồi, đúng không? Và xin mời Kelly. Welcome Baby Gang và Kelly đã đến với chương trình Rap Việt Chat. Và Kelly ơi, chị có thấy cái bài rap ở vòng 1 của em rất là hay. Thì không biết là em có thể rap một đoạn nhỏ xíu tặng chị được không? Ok ạ. Con gái mà vừa thông thái vừa thông minh là lẽ thông thường. Không đẹp chỉ về bề ngoài mà vẻ đẹp là từ trong xương, baby. Một câu rồi. Một câu rất là dễ thương nha mọi người. Thì Kelly cũng rap rồi thì không biết là Baby Gang em có định làm gì không? Một câu rủ đi chơi, rủ Kelly đi chơi đi ta. Nên em ơi lên xe cùng anh, ta đi chơi, ôi âu lo mang theo mình chi. Ta đi thôi, bay lên cao và rơi xuống đất. Ok, như B-boy và anh ca là em sẽ thích cách Baby Gang freestyle. Thôi thì bây giờ trước khi vào chương trình thì chị sẽ mời nước chứ. Khách đến nhà là mình phải mời nước cho mọi người. Cho nên là mọi người ơi, cho em nước đi ạ. Trời ơi, cacao ý. Wow, vô cái nhà. Nhìn ngon vậy. Vô cái nào mọi người ơi. Cheers. Kelly, chị có theo dõi em trước đây thì chị thấy là em đã từng tham gia nhiều cuộc thi cũng nhiều lĩnh vực khác nhau với tên thiệt là Kim Anh. Thì không biết là tại sao em lại lấy rap name là Kelly ha? Tại đơn giản là em đi học thì các thầy gọi em là Kelly thì em thấy là nó hợp với cả bản thân em. Cũng rất là hợp với ngoại hình của em. Vâng, đấy nên là em chọn luôn là Kelly. Lý do cũng đơn giản thôi mọi người. Còn Baby Gang nè, cái này chị mới thắc mắc, thật sự rất là thắc mắc luôn. Tại sao là Baby Gang mà là 6A6Y9N? Thật ra thì cái tên Baby Gang thì em có một nửa baby giống như trẻ con ấy. Còn gang ở đây tức là gan dạ. Baby gan dạ. Chị thấy cũng rất là hợp, biết sao em có một gương mặt rất là baby. Yes.
Xong rồi ngoại hình tính cách phong cách của em là rất là gan. Con số 6 thì sẽ thay cho chữ B. Con số 9 thì sẽ thay cho chữ G. Viết tắt của tên của em là 669 Lộc Lộc Cửu. Wow. Tức là mãi mãi phát. Rất là ý nghĩa luôn. Thì Kelly, dạ. Chị có thấy là em đã chinh phục các khán giả và các ban giám khảo huấn luyện viên, dạ, ở vòng 1 với ca khúc rất là nữ quyền luôn. Thì không biết là ở ngoài đời á, em có phải là một cô gái mạnh mẽ và đầy sự nữ quyền như thế như là em thể hiện ở trên Rap Việt hay không? Em cũng không muốn tự nhận mình là một người như thế, nhưng mà em nghĩ em là một người khá là quyết đoán và tự lập. Vậy thì có nghĩa là lúc mà ở trên sân khấu thì sẽ là một hình tượng khác, nhưng mà ra ngoài đời thì lại là một cô bé rất là đáng yêu, dễ thương, hơi kẹo ngọt một chút nha, khác hẳn. Chứ chị cũng thú thật là lúc mà chị xem hình ảnh của em trên Rap Việt thì chị cũng tưởng là bé này ngầu quá. Em là... nhưng mà lúc lên thì ngầu thôi, còn bên ngoài thì em rất là... Thế thường không? Em rồi. Chỉ là một con mèo thôi. Còn Baby Gang, theo như là chị đọc comment của mọi người nghe thì mọi người bảo là Baby Gang nhìn hơi bad boy. Chị không biết là ngoài đời là Baby Gang có bad boy thiệt như là người ta đồn không hen? Thật ra thì em sẽ bad của tùy người. Tùy hoàn cảnh và... tùy hoàn cảnh. Tốt với tùy người, tùy hoàn cảnh. Có nghĩa lúc bad, lúc good đó. Lúc baby còn lúc gang ấy. Thì mọi người cũng rất là thắc mắc là không biết là mẫu bạn gái lý tưởng của Baby Gang là như thế nào. Có phải là một cô gái kiểu ngọt ngào, kẹo ngọt, dễ thương, hay là một cô gái kiểu đầy sự nữ quyền mạnh mẽ như là lúc mà Kelly thể hiện trên sân khấu Rap Việt hay không? Thật ra thì mẫu bạn gái lý tưởng của em là một người thích chăm sóc cho gia đình, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Làm sao mà để trái ngược hoàn toàn với cái hành gen của em. Vì em có đủ mấy cái đấy rồi, em tìm những cái em thiếu. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì là em xin loại ra khỏi list, xin loại ra khỏi list. Oh no, em cũng kẹo ngọt ngọt ngào vậy đó. Kẹo ngọt dễ thương mà. Còn Kelly thì sao? Mẫu bạn trai lý tưởng của em như thế nào nè? Em thích những người lớn tuổi hơn em. Kiểu tinh tế, đừng có good quá thì nó không vui mà. Đúng, chính xác, chính xác. Yeah, mà bad quá thì nó cũng không hay. Nó phải kiểu middle boy. Nó phải kiểu một nửa. Ok, nói nghe có vẻ chuyên nghiệp lắm, thì không biết là đã từng yêu chưa ha? Đã rồi. Nói chung là lúc đấy thì rất là vui, rất là yêu nhau, rất là kiểu vui vẻ các thứ. Nhưng mà sau đấy thì em cảm thấy hơi thất vọng một xíu. Nhưng mà nói chung em vẫn luôn tôn trọng người đó, tại vì là rất là hợp nhau, chỉ cần... Vậy thì hỏi câu này hơi ngoài lề tí nè. Trong Rap Việt mùa 2, em thấy ai đẹp trai nhất? Không ai hết. Ủa? Phải chọn một là phải, bây giờ phải chọn một nè. Khó thế nhờ. Lời khéo léo của Kelly. Em xin được bật mí là một anh trong đội Ramastic. Em đoán thử xem, Baby Gang, em đoán thử xem. Để MV sâu à? Để MV sâu à? Yeah, yeah, yeah. Ok, ok, anh MV sâu. MV sâu. Anh MV sâu đẹp trai, tuyệt vời. Kelly, lúc nãy em có chia sẻ là em ở trên sân khấu với cả ngoài đời khác nhau hoàn toàn luôn. Vậy thì tại sao mình không mang cái sự mạnh mẽ, cái sự tự tin trên sân khấu đó về cái ngoài đời thật của mình luôn? Em không biết, nó nghĩa là lúc lên sân khấu thì có nghĩa là nó có những cái mà ẩn chứa bên trong em thì lúc đấy nó mới được bung ra. Nói chung bên ngoài em vẫn mạnh mẽ và như thế thôi, nhưng mà nó không thể hiện qua kiểu yêu cái gì đấy đấy đấy, mà nó là thể hiện qua từng cái hành động của em, từng cái quyết định của em. Thì có nhiều người nhận định Kelly là một cô nàng đa tài, tại vì em có thể hát được, nhảy được, rap được và thậm chí còn tham gia diễn xuất rồi. Dạ. Mọi người cũng dành rất là nhiều lời có cánh dành cho Kelly, thì không biết là Kelly nghĩ sao về chuyện này ha? Em nghĩ là bản thân em vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái thứ em chọn thì nó là rap, và thứ em chọn là làm những bài nhạc thật là hay, nên là những cái kia nó sẽ là kiểu bổ trợ cho em trong những cái việc như thế này. Sau này có định ngã rẽ sang một cái hướng nào khác nữa không? Kiểu như là... Thật sĩ ạ? Kinh doanh. À, kinh doanh thì... Yeah, em nghĩ là có chứ. Em nghĩ em sẽ có kinh doanh thì... Còn Baby Gang thì sao? Em có dự định gì cho tương lai chưa? Em sẽ... hoàn thành thật tốt cái phần rap của em đã, xong rồi em mới phát triển nó lên. Nhưng mà em cũng thích việc kinh doanh và đóng phim ảnh các thứ, chắc là sẽ tìm hiểu thêm. Baby,
em thấy giữa Kelly và anh Binzy có điểm chung nào đó không? Cho mình nhận xét thì xem. Nhẹ nhàng. Flexing. Và mọi người bảo là giữa Baby và anh Wowy thì có vẻ như là hai màu sắc khác nhau, thì không biết là Baby em có nghĩ như vậy không? Không. Sai hoàn toàn vì em giống như kiểu phiên bản lúc trẻ của anh Wowy. Có nghĩa là anh Wowy sẽ có thể thấy được hình ảnh lúc trẻ của mình ở Baby Gang. Vậy thì ngoài rap ra, tụi em còn có tài lẻ gì không? Có Xăm. Có Khuyên. Một chút về B-boy. Ngoài cái chỗ này mà rộng mà chị bắt em ra thì liền luôn, thì phạm liền luôn á. Chị thích B-boy lắm. Chị thấy B-boy có một cái sức hút rất là đặc biệt đối với chị. Tại vì chị nói thiệt, chị cũng tập nhảy rồi, chị không có làm được mấy cái động tác của B-boy. Cái chân chân cái kiểu này nọ xong rồi xoay xoay người em. Cái mà nó rất là mệt chứ chị không làm được. Ngày trước là các mấy em sẽ kiểu đổ đúng không? Mấy em B-boy. Còn Kelly thì sao? Em nghĩ là ngoài nhảy và làm nhạc ra các thứ thì em nghĩ em có một tài lẻ, đó là ăn hại. Amazing, good job em. Nói cho mọi người biết là trước khi mà Kelly đến với chương trình, đến với buổi ghi hình ngày hôm nay là Kelly đã bị giật điện thoại đó mọi người. Rất là tội nghiệp cô bé, cho nên là mong là mọi người hãy ủng hộ, tiếp tục ủng hộ Kelly và cũng như là Baby Gang trong thời gian sắp tới nha. Được cái này mất cái kia đó, em mong là em sẽ được nhiều hơn là mất. Vâng, thì vừa rồi chính là một phần phỏng vấn sương sương bắt đầu chương trình thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần giải trí một chút nha. Mini game. Luật chơi đó chính là Kelly sẽ đặt một tờ giấy lên lưng của Baby Gang và vẽ hình. Nhiệm vụ của Baby Gang đó chính là em phải đoán cho ra được là Kelly đang vẽ cái hình gì hoặc là viết cái chữ gì. Nếu mà em không đoán được là em thua. Okay. Còn nếu mà Baby Gang đoán được là em thua. Ủa thế thì em không vẽ nữa. Không được. Chương trình nó đã như vậy rồi. Thế thì phải kéo chị Emma chơi chung với mình chứ. Ok, chơi chung luôn. Nghĩa là nếu như mà anh ấy đoán được là bọn em thắng rồi thì thua. Mới được chương trình thông báo là vẽ tay ạ. Rồi mời bé vô luôn đi em. Chị vô nè. Để chị nói trước nha. Anh phải quay lưng lại. Khó thế nha. Ok. Chậm rãi thôi nhá. Chậm rãi. Em đoán được là em quá đỉnh luôn á. lại nhá. Cái gì đấy nhá? Nào vẽ to ra để cho em ấy kiểu. Ok. Wow. Thôi, xong rồi. Bây giờ gợi ý trong bộ phim. Rất nổi tiếng. Lại thêm một lần nữa nhá. Lại ok cho em thêm một lần nữa đó. Ok. Hình gì? Hình ngôi sao, trong cái hình tròn có hình ngôi sao. Cấm đèn không sao thế nhỉ? 5 gì ta? Gì? 4 3 2 Squid Game à? Squid Game à? Nhưng mà sao em vẽ cái hình không sao không đúng không? Sao em vẽ hết cả cánh đấy? Em vẽ lung tung ấy. Em vẽ cái hình tam giác thôi là ra rồi, đúng không? Sao em vẽ hình không sao gì ấy? Ôi mà hình không sao của em đúng khó luôn ấy. Ok tiếp theo nha. Ok. Không nhận ra cái gì hả anh? Làm lại nha, em làm chậm lại. Em làm cái gì đây? Bây giờ anh vẽ theo đi nhá. Anh đã chỉ được 2 lần làm lại thôi nha. Anh vẽ theo nhá. Anh vẽ theo nhá. Ok.
con mèo. Đúng rồi. Wow. Yeah. Chết. Ngã tàn sắp đến rồi mọi người ơi. Cuối cùng. Chết rồi. Ồ, khó đây. Ok. Chị đố em đoán được luôn á bé. Anh hãy nhìn về phía đằng sát xa. 5. Một cái tắp 4. Cái đằng sát xa. Ngôi sao kia. Ngôi sao kia sao. 2. Nó là cái gì ấy? Cây thông Noel. Dù sao cái thông Noel em vẽ dễ để xíu xíu em vẽ. Em vẽ cái tấm giác lên đi. Mà em thấy bạn lẽ của mình phải như vậy chứ đúng không? Tài lẻ của em là ăn hại mà. Không mà thôi, coi như là cũng có thắng cũng có thua, cho nên là bây giờ sẽ cùng nhau làm hình phạt nha. Yeah. Mọi người sẽ rap và chị sẽ nhảy. Hai ba. Tiền đang sai ra. Vui ơi, tiền đang sai ra. Vui ơi, tiền đang sai ra. Tiền đang sai ra. Tiền đang sai ra. Vui ơi, tiền đang sai ra. Tiền đang sai ra. Kéo lại, kéo lại. Ủa nhưng mà câu đó là gì về mọi người? Ở trong bài bỏ túi của anh Lưu Mai và tiền đang xảy ra. Tiền đang xảy ra. Thì vừa rồi là Emma đã vừa mới hoàn thành xong hình phạt của mình. Thì bây giờ đến với hình phạt dành cho khách mời. Chính là rap. Các em tự pick bài luôn. Ok, rap. Là em bị phạt á? Em cũng thua, một cái mà. Có thua có thắng mà. Rap đúng không? Rap nha. Yes sir. G, I'm baby gangster. Rap như khủng long bạo chúa. Nhảy không cần biết đạo múa. Đu 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 đu. Khiến sân khấu đi bốc lửa. Mỗi khi anh đi vào bữa. Đu 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 đu. Bắc Nam cắt nửa. Miss Sai ngửa giữa. Đu 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 đu. Rap cho đến khi bất tử. Đến khi lạc vào những câu chuyện cổ tích. On the trip. Cùng tất cả thí sinh đi tiếp. Baby gang lead. Nghe là khiếp. Một con quái vật thần kinh thép. Anh chơi nhạc trap như làm bếp. Bọn anh nấu như master chef. Nhức hai cái nách. Nghe là kết. Nảy như Super Black. Em ok, em sẽ nhảy bài vòng 2 của em. Make it jump, make it jump, make it jump. Bay lên trên mặt trăng, nhiệt độ ở nơi đây dần tăng nhẹ. Và trong game, ở trong xem ta đâu cần bóng đèn. Chẳng phải chất gai nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh trông thèm. Vì body em so hot, hot. Gặp và tim anh shot, shot. Gia vị mặn, cay, chua, ngọt. Em như lửa hot pot. Không phải bài Big City Boy. Đêm nay even on top stop. Can you hear it? Skrr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 
Vâng, thì vừa rồi chính là phần mini game nho nhỏ của chương trình. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần Deep Talk. Thì trước khi Rap Việt lên sóng thì có thể nói là rap ở Việt Nam chưa có được cái độ gọi là viral dữ dội như là hiện giờ. Thì không biết là Baby Gang, em đã thuyết phục gia đình của em để tham gia chương trình Rap Việt như thế nào? Thật ra thì em không có thuyết phục nhiều lắm, em chỉ làm thôi. Mình làm xong rồi gia đình mình sẽ nhìn thấy những cái mình làm dần pop từ nhỏ đến lớn. Thì từ đấy em có được sự ủng hộ của gia đình. Em một mình tham gia Rap Việt, em có thể chia sẻ thêm về việc đó được không? Thật ra thì mới đầu vào Sài Gòn thì em cũng phải thuê một cái nhà trọ khá là bé bằng một cái phòng ngủ bình thường thôi. Thì từ từ thì đã được chuyển vào một cái chỗ ở cao ráo hơn, to hơn, có được nhiều thứ pull up lên trên người hơn. Đó là cái em nghĩ là cái hip hop mang lại và những sự cố gắng nó trả lại cho em. Còn Kelly thì sao em? Em thì mẹ em luôn ủng hộ em tất cả những cái gì, những sự lựa chọn của em. Nhưng mà chính vì như thế là em sẽ cố gắng thật là nhiều để đạt được những cái mục tiêu mà em đã đề ra. Vậy thì lúc mà mẹ thấy con gái trên Rap Việt thì mẹ em có nói gì không? Mẹ em bảo là sao mặt mày trên này to thế, to thế. Cái gì đấy? Đấy, xong nói chung là mẹ em không biết là trong lòng mẹ em nghĩ gì, nhưng đấy là cái mà mẹ em kiểu cho ra ngoài. Ủa thật á? Sao mặt mày to thế? Rồi buồn, không biết cảm xúc của em lúc đó như thế nào. Em nhìn mẹ em một lúc, em bảo yêu mình, xong quát mình mà lại yêu mình à? Kiểu em có nghĩa là chưa gì đã bị chê rồi, chưa gì đã bị chê rồi. Nhưng mà mẹ nói như vậy, nhưng mà thực ra chị nghĩ là mẹ rất là tự hào, mẹ rất là thương đó. Thì chị thấy là mẹ của em đóng vai trò rất là quan trọng trên hành trình của Kelly. Thì không biết là Kelly có gì muốn nhắn gửi cho mẹ không?
I love you mama, I love you. Chị có thể cảm nhận là kiểu ít nói ngoài lạnh trong nóng, cho nên là thương mẹ rất là nhiều. Tất cả mọi người đều nhận xét là khi em trên sân khấu em khá là tự tin. Tự tin đến mức mà người ta bảo là hơi ngông. Thì không biết là em nghĩ sao về cái lời nhận xét này? Nếu như mọi người gặp em ở bên ngoài thì em sẽ có những khoảng mà em cảm thấy tự ti nữa. Nghĩa là em vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là vẫn cần phải cố gắng rất là nhiều. Chỉ là lúc khi em lên trên sân khấu thì em muốn là thể hiện hết mình thôi. Thì em nghĩ là có một phần nào đấy em cũng nên thức chế lại để cho cái sự tự tin này nó trở nên tinh tế hơn. Thì chị được hay là em vừa mới bước sang tuổi 18. Yeah. Thì không biết là 18 tuổi với cả 17 tuổi em có gì khác không? Nói chung là qua một chương trình thôi, một thời gian ngắn thôi thì em cũng đã thấy bản thân em khác hơn nhiều. Lúc nãy chị có nghe em chia sẻ là em stress mức mà em bị tụt cân đúng không? Yeah. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhưng mà chị có một cái thắc mắc nữa vậy nè. 18 tuổi rồi, có phải về nhà sớm nữa không? Khai thiệt đi nào. Cái gì thì lúc nào cũng sẽ xin phép mẹ, là ví dụ như em muốn đi chơi thì em sẽ xin là mẹ ơi mai có đi chơi với bạn nhóm này, thì mẹ đồng ý thì đi, không thì phải về. Nhưng mà thường thì mẹ sẽ cho về nhà lúc mấy giờ nè? Chắc tầm khoảng trước giống kiểu Cinderella, giống công chúa lần 2 giờ. Còn baby thì sao? Chị nghĩ con trai chắc là có vẻ như là mẹ hoặc là ba sẽ là dễ hơn đúng không? Thật ra là trái ngược hoàn toàn. Papa phong của em thì bắt em về nhà vào lúc 10:30. Wow. Muộn nhất là 11:00. Bố ơi, mong bố sau khi xem Rap Việt Chat thì hãy cho con đi về trước 12:00 cũng được, như kiểu bé Kelly. Kelly ơi, được biết là em là mặc dù là độ tuổi còn khá là nhỏ, nhưng mà cách đây vài năm trước, lúc đó em còn nhỏ hơn bây giờ nữa cơ, thì em có tham gia một chương trình thì vướng phải một scandal bị cho là quá tự tin khi mà em về đội của chị Đông Nhi và anh Ông Cao Thắng. Thì không biết là em còn nhớ khoảng thời gian đó không? Có ạ, sau cái quãng thời gian đấy thì em không hoạt động nghệ thuật, nghĩa là em không trỗi dậy. Là em sẽ chỉ kiểu ở nhà em cứ hát rồi em rap, rồi em nghĩa là bắt đầu từ đấy là em bắt đầu viết nhạc này nọ. Với em thì em cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khá là nhiều từ cái chuyện đấy. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng là một cái trải nghiệm và em rút kinh nghiệm cho tương lai sau này. Thì tất nhiên là biết là cũng sẽ có rất là nhiều người ủng hộ em, nhưng đâu là điều tác động mạnh nhất để cho em vượt qua được cái cú sốc đó? Em nghĩ là âm nhạc. Em sẽ kiểu quên đi, sẽ chữa lành cho bản thân và em tiếp tục tập trung vào âm nhạc đó. Và em lấy cái đấy làm động lực để em phấn đấu. Cho nên là người ta mới có câu là âm nhạc là để chữa lành tâm hồn mà mọi người. Yes. Còn Baby Gang, theo như chị thấy là em là một chàng trai có lịch sử tình trường khá là kinh nghiệm á nha. Đúng là sẽ có người đến rồi người đi, thì không biết là sao những mối tình đó có mang đến cho em những bài học hay là sự đúc kết gì hay không? Thật ra thì sau mỗi chặng đường cùng một ai đấy thì em đều đúc kết ra một bài học cho riêng mình. Ví dụ như cần phải trưởng thành hơn ở chỗ này, cần phải nhẹ nhàng hơn ở chỗ kia, phải hiểu cho nhau, tinh tế hơn. Nếu mà muốn cho cuộc tình đó kiểu được lâu và kiểu mọi người càng ngày hai người càng yêu nhau hơn thì chúng ta phải biết thông cảm và biết chia sẻ cho nhau hơn. Đừng có ép cái người đối diện của mình phải biến thành một con người khác chỉ để cho vừa lòng của mình. Đó là suy nghĩ của chị. Còn Kelly thì sao em? Em vừa chia tay người yêu xong. Chị ok. Thì em nghĩ là trong một mối quan hệ thì mình nên có sự tôn trọng lẫn nhau và sự tin tưởng nhất định. Thì tiện chúng ta đang nói về chuyện tình yêu thì không biết là Baby và Kelly có suy nghĩ gì về cái vấn đề gọi như là một số bạn trẻ hiện nay chọn vật chất thay vì tình yêu. Em nói trước nhá. Thì đối với em thì em cảm giác là người ta có thể lo được cho em thì em sẽ cảm thấy là mình cảm thấy được an toàn đó, đó mình được chở che các thứ đó chứ. Còn nếu như đâm 100% vào vật chất thì em thấy nó sẽ thì sẽ không có tình yêu trong đó. Với cả ví dụ như em là con gái chẳng hạn thì em vẫn muốn những bạn nữ sẽ phải kiểu tự chủ, tự lập. Mình phải tự make money, kiểu mây tầng nào gặp gió tầng đấy. Chính xác. Đúng, đúng. Người nào úp vung đấy. Còn Baby thì sao em? Em thì cũng giống như Kelly thôi, nhưng mà em nghĩ đó là một sự lựa chọn của mỗi người, nó cũng không sai. Vật chất thì cũng ok. Nhưng mà đừng lợi dụng.
Thế nếu lợi dụng mà thấy hạnh phúc thì ok, nhưng mà em ơi, một khi đã lợi dụng là không có sự hạnh phúc, là chúng ta chỉ có đấy, hạnh phúc ảo thôi. Thì đó là sự lựa chọn của cái người muốn tiền bạc và vật chất. Một số người nó sang hẳn về phần tình cảm, thì dù có người kia có giàu hay nghèo thì cũng không quan tâm ý. 100% là tình cảm có thể một túp lửa tranh hai giá tinh vàng ấy. Thì em là típ người thích cái kiểu tình cảm kia, vì em cũng ít khi đi chơi với người yêu, ăn uống ở chỗ nào chỗ kia lắm. Em thích chỗ nào có hai người mà nó ở không gian sông hồ gì đấy, hoặc biển, đi biển gì đấy. Ok hơn là ý của baby có phải là kiểu là không quan tâm lắm về vật chất, miễn sao mà mình được ở bên cạnh người mình yêu một cách chân thành hơn là đúng rồi đúng không? Cái đấy là cái đẹp nhất. Baby tiếp nè, em sẽ lựa chọn điều gì? Một cô gái mình yêu hay là một cô gái mang đến cho mình sự yên tâm an toàn? Một cô gái mang đến cho mình sự yên tâm an toàn. Nhưng mà theo như chị Tơ tìm hiểu về con trai ấy nha, thì chị thấy ấy, nếu mà trong mối quan hệ mà quá an toàn á, con trai thường hay dễ chán. Đúng. Nói chung là tất cả niềm tin của em nha. Ngoài kia chỉ là chơi hoặc là gì đấy thôi. Trời ơi. Còn Kelly sao em? Em sẽ chọn những cảm xúc phiêu lưu trong tình yêu hay là em cần một bạn trai mang đến cho em sự ổn định, sự an toàn, là người ta sẽ yêu em hơn là em yêu người ta? Em thấy là người ta yêu em hơn em yêu người ta khá là ok mà. Tại vì em vẫn yêu người ta, chỉ là người ta yêu em hơn thôi. Và cái tình yêu đấy nó sẽ làm em yêu người ta hơn, kiểu từng ngày một. Nhưng mà em thích sự lâu dài. Em thích sự an toàn, và cái gì là của em thì nó chỉ là của riêng em thôi. Này mọi người ơi, nãy giờ mình nghe hai câu trả lời của hai khách mời ngày hôm nay á, thực ra là cũng mình đang theo dõi tâm lý, thì có vẻ thấy như là cả hai đều chọn cái người mà an toàn, cái người mà luôn sẵn sàng ở đó với mình. Đúng. Chứng tỏ là đã trải qua khá là nhiều sự vấp ngã trong tình yêu thì mới có thể mong là lúc nào cũng sẽ có người ở đó luôn chờ đợi và yêu thương mình mà không suy nghĩ gì hết, đúng không ạ? Dạ. Ôi mình quá là hay luôn. Nhột quá, nhột lại. Mình uống nước một tí nha, cho bình tĩnh lại nha. Ok, bây giờ thêm một câu về tình yêu nữa thôi nè. Vào mối quan hệ tiếp theo, mọi người sẽ mong chờ gì ở người yêu của mình? Người yêu của mình sẽ có tính cách như thế nào, ngoại hình ra sao, đối xử với mình như thế nào? Em nghĩ là em muốn người yêu tiếp theo của em là một người đầu tiên là phải hợp em đã. Nói chung là chuyện gì cũng có thể nói chuyện được với nhau. Và em mong là người đấy cũng có thể kiểu có cùng gu âm nhạc chẳng hạn, để kiểu em cũng muốn làm nhạc cùng người đấy nữa. Có thể lớn hơn 5-6 tuổi cũng ok. Còn baby thì sao em? Em thì em nghĩ là một người nào đấy nhẹ nhàng, thích chăm sóc người yêu và gia đình, rất là ưu tiên giáo viên và cô giáo nhé. Vậy thì nha baby, chỉ có một cái gợi ý cho em. Em sẽ rất là hợp như người cung cự giải. Cung cự giải là một cung thiên về gia đình, rất là yêu thương gia đình luôn, trung thủy, hiền. Cho nên nếu mà em muốn tìm bạn gái theo đúng những gì em tả thì chị nghĩ là cung cự giải là một cung rất là hợp với em luôn. Khi mà mọi người bước vào cái mối quan hệ tiếp theo, mọi người muốn bản thân của mình sẽ là một người như thế nào? Em sẽ trở nên lớn hơn. Mặc dù em chưa học nấu ăn nhưng mà em sẽ tập. Em sẽ học vì người đó. Chị thấy cái việc làm đồ ăn cho người yêu á rất là dễ thương. Có vẻ như là con trai cũng thích con gái làm đồ ăn cho mình, đúng không? Đúng rồi. Còn baby sao em? Em thì em mong là phiên bản mới của em sẽ là bớt ham chơi hơn, trưởng thành hơn, đôi khi cần quyết đoán hơn. Em hay bị đung đưa theo người yêu bảo gì làm thế lắm. Cung thiên ít mà người yêu bảo gì làm nấy à? Em có vẻ là em có vẻ dính cung thiên bình một tí, đúng không? Em thấy nhiều cung lại toàn là cung. Tại vì em tả chị thấy có một cái nét thiên bình trong đó, một cái màu thiên bình trong đó, cho nên chị nghĩ là em hơi lai thiên bình. Nhưng mà nhớ nha, sắp tới kiếm người nào cung cự giải yêu đi, sẽ mang lại cho em cảm giác đúng y xì những gì em nói luôn. Em sẽ thử. Vâng, và rất là cảm ơn Kelly và Baby Gang đã đến với chương trình Rap Việt Chat ngày hôm nay, được ngồi ở đây rất là gần các em, nghe các em chia sẻ những câu chuyện đời thường của các em và cũng như là hiểu các em hơn. Thì chị thật lòng mong là các em luôn gặp được nhiều điều may mắn và càng ngày càng chinh phục được thiệt là nhiều khán giả nghe âm nhạc của mình nha. Còn ngày hôm nay uống nước thấy ngon không? Và đó chính là Fin Daily, cà phê thật, kết nối thật. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Fin Daily,
đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.